Con xin kính chào quý thầy cô và các bạn. Con xin tự giới thiệu, con tên là Vũ Ngân Hà, là học sinh lớp 7A2, trường Trung học cơ sở Việt Nam Anjeri, ngụ tại phường Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội. Hôm nay, con xin giới thiệu về cuốn sách Hà Nội, bao số phố phường. Có ai buổi trưa vắng hay buổi đêm khuya đi qua các nhà cô đào và các chị em thanh lâu thấy họ ăn cái quả ấy một cách chăm chú và tha thiết đến đâu không? Nước ốc chua làm nhăn các nét mặt tàn phấn và mệt lả. Miếng ớt cay làm xoa suýt những cặp môi héo hắt. Nó khiến đôi khi rõ những giọt lệ thật thà hơn cả những giọt lệ tình. Đây là một đoạn trích trong bút ký Hà Nội 36 phố phường năm 1943 của Thạch Lam, trang 51. Một điều không thể phủ nhận rằng ai đã từng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội thì đã và đang vô hình hình thành nên một tình yêu dành cho Hà Nội âm thầm và say đắm. Cuốn sách Hà Nội 36 phố phường là một tác phẩm giúp ta hiểu hơn về Hà Nội và đối với những người con dù đang sinh sống, làm việc ở Hà Nội, những người con xa quê hay thậm chí cả những người nước ngoài tò mò muốn tìm hiểu về nét văn hóa riêng biệt của Hà Thành dấu yêu thì đây là một cơ hội không thể bỏ qua. Và sơ qua về Thạch Lam, ông tên thật là Nguyễn Tường Lân, sinh ra tại Cẩm Giàng, Hải Dương nhưng quê gốc ở làng Cẩm Phô, tỉnh Quảng Nam, nay thuộc thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam. Ông là nhà văn nổi tiếng thuộc nhóm Tự Lực Văn Đoàn và cũng là anh em ruột của hai nhà văn khác trong nhóm là Nhất Linh, Nguyễn Tường Tam và Hoàng Đạo, Nguyễn Tường Long. Nội dung cuốn sách chủ yếu xoay quanh chuyện phố, chuyện phường, chuyện đời sống dân sinh, đặc biệt đi sâu vào những thức quả chỉ riêng nơi đây mới có. Trên mỗi trang viết giản dị, mộc mạc là hình ảnh một Hà Nội xưa quyến rũ lạ kỳ, níu chân bất cứ vị khách nào lại qua. Đó là hình ảnh những phố cũ, hẹp và khuất khúc, những mái tường đi xuống từng bậc như cầu thang, hay những cửa sổ gác nhỏ bé và kín đáo, giữa không gian êm ả, thanh bình. Đọc xong cuốn sách, độc giả sẽ được lắng đọng, nghe nhịp thở của từng bước chân trên phố, từ đó cảm nhận toàn bộ vóc dáng và tâm hồn Hà Nội xưa. Cuốn sách tập hợp 21 bài ký nhỏ như 21 bức họa đầy hoài niệm dựng nên hình bóng Hà Nội cũ với những cảnh đời khác nhau. Đó là những người phụ nữ tần tảo, sống cuộc đời lầm lũi, vất vả với gánh nặng cơm áo gạo tiền. Thấp thoáng giữa các số phận yếu lê đó, song lại ẩn hiện tình yêu đôi lứa trong sáng và thuần khiết. Tất cả đều là những câu chuyện về những con người Hà Nội, nếp mình dưới những góc phố khác nhau, với những mảnh ghép cuộc đời khác nhau, hiện lên đơn sơ, chân thật bằng ngòi bút của tác giả. Ông cũng đã nhắc đến bị nghệ thuật biển hàng đang dần dần bị thay thế bởi ngoại ngữ do vấn nạn tây hóa của các chủ quán khiến tiếng Việt bị lu mờ. Với Hà Nội 36 phố phường, tác giả cũng bày tỏ lòng thương cảm với những người bán rong, những thân phận bé nhỏ lam lũ kiếm sống trong đêm tối như bà hàng giày giò. Qua một tập tùy bút, độc giả đã có thể thấy tâm hồn một Thạch Lam như đồng điệu với Thăng Long cổ kính, tao nhã. Với một lối hành văn nhịn nhàng, thanh thoát, Thạch Lam đã bất tử hóa những cái thường ngày làm rung động con tim bao người mến thương Hà Nội. Dòng văn của Thạch Lam không gay gắt, khoa trương mà nhỏ nhẹ, từ tốn như một lời thủ thỉ của thiếu nữ đang tâm tình vậy. Tác phẩm là lời nhắc nhở chúng ta cần giữ gìn văn hóa, cội nguồn của dân tộc, xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp hơn. Hà Nội 36 phố phường đã thể hiện tấm lòng của Thạch Lam đối với văn hóa và quá khứ của Hà Nội. Ai trong chúng ta cũng nên có trong tay cuốn sách này để tự mình thả hồn vào dòng lịch sử mênh mang của thủ đô yêu dấu và cảm nhận thực sự từng nét đẹp của Hà Nội cổ kính, hoa lệ. Sách Hà Nội, 36 phố phường của con đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã chú ý lắng nghe.